Xin kính chào quý vị và các bạn. Anh Thư lại được đồng hành trong Chuyện đêm muộn phiên bản YouTube. Và chắc hẳn là quý vị đang đặt ra câu hỏi rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến chủ đề nào đây. Hầu hết thì các số phát sóng của Chuyện đêm muộn phiên bản YouTube đều khá là ưu tiên các anh. Có vẻ là vậy đúng không ạ? Bởi vì nào là những câu chuyện khó khăn của nam giới trong chuyện ấy, nào là những cách thức làm thế nào để duy trì được đời sống tình dục viên mãn mà hầu hết thì rất ưu ái dành chủ đề cho đàn ông. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến một chủ đề cho chị em. Nhưng các anh cũng đừng rời khỏi màn hình nhé. Bởi vì để cho có được một đời sống tình dục viên mãn thì cả đôi bên chúng ta đều phải thấu hiểu chính mình và đối phương nữa chứ. Và những mối quan hệ tình dục nào nguy hiểm cho phụ nữ sẽ là những nội dung mà chúng tôi truyền tải đến ngay bây giờ. Cùng chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, xin chào anh. Rồi, xin chào anh Thư, xin chào các quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện đêm muộn. Chủ đề gì nhỉ? Anh có thấy là nó hơi làm khó anh không? Những mối quan hệ tình dục nguy hiểm dành cho phụ nữ. Với chuyên gia thì không có gì là quá khó. Cảm ơn anh. Tất nhiên lại được đồng hành với anh Thư thì chúng ta tương hỗ bổ sung đúng không? Dạ. Câu hỏi thì có vẻ như là rất nhiều anh Đoàn ạ. Tất nhiên nếu có sự đồng hành của một bác sĩ nữa ngồi cạnh chúng ta thì nó sẽ trọn vẹn hơn đúng không ạ? Bởi vì chúng ta nói đến sự nguy hiểm thì nó sẽ có những yếu tố về sức khỏe. Nhưng hôm nay thì tôi muốn anh Đoàn có thể phân tích về nhận thức thì nhiều hơn. Bởi vì với cái sự cởi mở của đời sống hiện đại, với việc là chúng ta dễ dàng hơn trong việc trao đổi nhu cầu và đến với nhau khi có nhu cầu, ngay cả cái nhận thức và thời điểm như thế nào, rất có thể nó cũng đã là một mối nguy dành cho đối tác của chúng ta rồi, và đặc biệt là phụ nữ. Anh có thể cho chúng tôi biết về những cái thời điểm mà chị em chúng tôi nếu mà hạn chế hoặc là không với chuyện ấy thì là tốt nhất không? Vâng. Chúng ta thì hay nói với nhau một câu rằng đàn ông thì lúc nào cũng muốn nhưng mà không phải lúc nào cũng làm được, và phụ nữ thì lúc nào cũng làm được nhưng không phải lúc nào cũng muốn. Dạ. Thật ra cái lúc nào không phải lúc nào cũng muốn ở đây là có một cái ý thức là bảo vệ bản thân. Đúng rồi. Người ta biết là thế nào là an toàn, thế nào là vui vẻ, thế nào là được. Còn đàn ông thì nghĩ rằng cứ muốn thì phải làm bằng được, đúng không? Thật ra thì nếu cũng không quá khó để mà chúng ta có thể quan sát, chúng ta thấy này. Mục đích của quan hệ tình dục là làm gì? Ngoài cái chuyện mang thai ra thì còn duy nhất là vui chơi giải trí, mang lại niềm vui cho cả đôi bên. Dạ. Thế thì những cái thứ mà nó làm tổn hại cái việc vui chơi giải trí. Một, ngày đèn đỏ. Trời ơi, nói thật ra bí quá ấy. Mà ông chồng đi công tác mấy năm để được về phép đúng một ngày và rơi đúng vào ngày đèn đỏ của vợ thì đành thôi chấp nhận. Rồi bằng mọi giá để mà có quan hệ với nhau, bất chấp nguy hiểm, thậm chí là dùng cái này cái khác để hạn chế cái hậu quả. Còn nếu như vợ chồng còn đang ở với nhau hàng ngày, chúng ta nên kiêng được là tốt nhất, chứ đừng làm mọi giá. Bởi vì thật ra về mặt khoa học ấy mà, và những ngày phụ nữ đèn đỏ là những ngày có kinh, nó sẵn môi trường rất tốt cho những nấm, những mốc, những men vi sinh trên đấy, những vâng, là rất dễ viêm nhiễm. Đấy, chưa kể là vào những ngày đèn đỏ, những ngày có kinh thì thành vách của cái âm đạo của phụ nữ nó mỏng, nó sung huyết, rất dễ chảy xước. Bình thường không sao nhưng mà ngày đó nó đang căng mọng mà bất cứ một cái tác động mạnh nào vào nó dễ dập, dễ chảy, dễ xước. Lại cộng với bị chuyện nó dính máu vào thì viêm nhiễm, nấm, ngứa là một thứ rất dễ bị mắc phải. Tình dục nó phải đẹp, đẹp mới để lại ấn tượng, nó mới đẹp. Chứ mà như một vụ chém nhau thế này, máu me bé bé thì nói chung là kinh. Tôi nghĩ rằng nên tránh. Yeah. Tất nhiên tránh là tránh giao hợp, chứ còn ôm nhau được, vẫn hôn, vẫn kích thích nhau bằng tay. Người vợ vẫn có thể chiều chồng bằng việc là xoa nắn cho chồng, thậm chí thủ dâm cho chồng, để mà nó có to lại là hình thức tình dục thay thế, để cho người chồng đạt được khoái cảm, chồng cũng đang thích mà. Dạ. Thế chứ còn nói rằng hôm nay đèn đỏ im rồi tránh ra thì cũng không cần thiết. Thôi em hôm nay em đang ngày đèn đỏ, nằm đây em làm cho thích mê luôn. Trời ơi, thì chồng nào mà còn dám đòi hỏi nữa, đúng không? Thì đấy, ngày đèn đỏ là cái thứ mà cố gắng kiêng đầu tiên. Vâng. Thứ hai thì hiện nay vì thông tin nó rất là cởi mở, bất cứ ai lên mạng vào kênh YouTube có thể gõ chữ tình dục hay là sex hay vân vân là nó ra hàng loạt những cái clip, những cái video mà có thể xem được, hướng dẫn.
Thế rồi nhiều người thì bởi vì người ta sản xuất những cái phim đó đều có yếu tố là thương mại, nghĩa là thu hút nhiều người xem thì phải giật gân, phải câu view, câu like, mang tính chất giải trí để người ta kiếm tiền. Thế mà mình lại cho rằng đây là bài học để mình mang, mình áp dụng với người vợ của mình, thì có thể không phải bài học nào cũng phù hợp. Ví dụ như trong các cái clip về tình dục ấy, nó có những cái lối chơi quan hệ, lối quan hệ ấy, nó oai oăm lắm. Trời ơi, nó đu từ trên cao, nó dập xuống, rồi nó tư thế nó quẹo bên này, nó xoắn bên kia, nó đâm ngược, nó đả xuôi. Tất cả cái đó chỉ mang tính chất là kích dục thôi, chứ không nên áp dụng. Cho nên là phụ nữ biết từ chối những cái đòi hỏi của người chồng. Bởi vì những anh chồng đôi khi cũng do mong muốn là mang những cái điều mới lạ về, vì với tinh thần đổi mới mà. Nhưng mà không phải cái mới nào cũng là cái mới tích cực, thì người vợ lưu ý là từ chối những cái kiểu quan hệ tình dục nó không an toàn. Và điều thứ ba này, hiện nay nó không phải nhiều nhưng nó xuất hiện một cái trào lưu mà ta có thể tạm gọi là lệch lạc về đời sống tinh thần, đời sống văn hóa, đó là tình dục nhóm. 2-3 người đàn ông với một cô gái, hoặc là 4 chàng trai với 3 cô gái, tức đang làm cái này với anh này, nhảy xong với anh kia, thế hoặc là vân vân, tóm lại là group sex đấy, tình dục nhóm, chúng ta không tham gia. Bởi vì thứ nhất, mình tự hạ thấp mình xuống với bầy đàn. Đúng rồi. Tình dục nó phải là tình dục chỉ đôi. Tình dục là một thứ văn hóa, tình dục là một thứ thầm kín, tình dục là của hai người. Đến có một sự chứng kiến của người thứ ba là mình đã thấy nó ghê rồi cơ mà. Cái nhà, cái rèm chưa kéo kỹ, cái ban công còn để hở, mà người ta cũng đã mất đi cái cảm xúc khi mà vợ chồng quan hệ rồi, mà bây giờ lại có dăm anh bạn với 3 cô gái xong là làm. Đây là, nếu có thể nói là thác loạn thì mình không nên. Đừng có nghĩ rằng là đây là vui vẻ. Trên đời còn nhiều thứ vui, đúng không? Hai nữa là rồi, thứ nhất là mình hạ thấp cái mình xuống cái bầy đàn. Thứ hai là mình cho rằng tình dục là một thứ nó không còn cái gì là cao đẹp nữa, mà người ta dễ coi thường, người ta dễ buông thả trong cuộc sống. Đấy. Hoặc thậm chí có những đôi là đổi nhau cơ. Nó đi picnic, vợ chồng nhà tao với vợ chồng nhà mày. Thế xong rồi tối như vậy, nhớ là phím với nhau hai ông là tao thì chui sang lều vợ mày, mày thì chui sang lều vợ tao. Thực ra người phụ nữ nhạy cảm, biết là ai, kể cả có tắt đèn thì cũng không thể nhầm là cái bạn mình với chồng bạn với lại bạn được. Từ cái cách ôm, cách ấp, cho đến cái mùi cơ thể nó cũng khác. Mà nói rằng là không biết gì, mày cứ vào phòng vợ tao, tao phòng vợ mày, mình không tắt đèn, các bà không biết đâu. Xong lao vào mà làm, thì tôi nghĩ rằng là đúng là đồi bại và thác loạn. Cái đấy thì phụ nữ, thôi thì hình như trong cuộc đời này phụ nữ vẫn sáng suốt hơn, vẫn ngoan hơn đàn ông. Đàn ông mà người ta có hư thì mình cũng phải là cái phanh, là cái thắng để mình hãm bớt lại, tránh mình đồng lõa a dua. Thực ra thì nếu tự bản thân mỗi người không ý thức được rằng là mình cần phải có một cái tư duy chuẩn chỉnh trong chuyện đó thì khó lắm ạ. Phụ nữ chúng tôi không đủ quyền năng đến thế đâu anh Đoàn ơi. Tôi muốn nhấn mạnh hơn nữa thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện mà anh Đoàn vừa đưa ra, những cái tình huống đó là rất dễ nhìn thấy. Và cái này nó gọi là đen thôi đỏ quên đi. Nếu chẳng may với một cái lần mà chúng ta dễ dàng với người lạ, chúng ta có những quan hệ tập thể, chúng ta quan hệ tình dục với người mà chúng ta còn chưa biết rõ về họ là ai. Trước đây thì câu chuyện của HIV, của những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục được nhắc tới rất là nhiều trong những cái chiến dịch truyền thông của Bộ Y tế. Nhưng gần đây thì có lẽ là điều đáng mừng do cái phần trăm, do cái hiểu biết nhận thức của chúng ta đang ngày càng được tăng lên, thì những cái hậu quả để lại nó không còn quá lớn nữa. Nhưng không có nghĩa là nó không có, quý vị nhé. Tôi cung cấp cho quý vị một cái thông tin như thế này ạ. Đó là trong một cuộc quan hệ tình dục, nếu nam giới mắc HIV thì khả năng truyền sang phụ nữ là 90% trở lên. Ngược lại, nếu phụ nữ mắc HIV thì cái nguy cơ mắc truyền cho nam giới chỉ ở mức 30% thôi. Và trong tình huống là nếu mà người nam giới bị xước xác, tức là nó lây qua đường máu,
Còn ở trong tinh trùng của các anh đã đương nhiên có cái virus HIV đó rồi. Vì vậy chúng ta luôn là thực thể yếu thế so với đấng mày râu, quý vị nhé. Đừng có tùy tiện, đừng dễ dàng trong bất kỳ một lần quan hệ nào. Bởi vì cái ngày vui ngắn chẳng tày gang, mà sau đó thì lo lắng, sợ hãi và cơ thể thì mang tật bệnh, nó có đáng hay không? Tôi lại cũng muốn chia sẻ rằng đúng là bây giờ thì con người người ta có kiến thức nhiều hơn, hiểu biết về phòng tránh HIV nhiều hơn. Dạ. Nhưng trên mạng xã hội hiện nay nó xuất hiện những cái trang hẹn hò, những cái trang bạn trai bạn gái vào đấy để tình một đêm. Đầu tiên thì chat hẹn hò, đóng giả. Mặc dù một người đàn ông có vợ rồi cũng lên lấy một cái nick gì đó, rồi anh cũng 30 nhưng anh chưa có vợ, anh bận làm ăn, đối với anh lý tưởng với lại trả sự nghiệp. Thế nhưng mà anh cũng là một người đàn ông mạnh mẽ, anh chỉ muốn có một người bạn giống như một người người partner về về tình dục. Lại gặp một cô kia cũng ổn thoát như thế, hẹn hò rất là nhanh chóng và họ đi trao nhau tình một đêm. Đã nhiều người bị mắc và lừa, nghĩ rằng thôi cứ đi thử một lần để biết, nhưng mà cạm bẫy rất là lớn, đó là không ai người ta chỉ muốn ăn một lần đâu. Đúng rồi. Nhiều cô gái sai chân vào rồi sau đấy thì đã có những bài học rồi. Là anh ta chiếu, là chụp, là ghi âm, là ghi hình tất cả những cái gì trọn vẹn nhất của cái cuộc tình đấy. Thế là rồi, mình đã trở thành nô lệ. Mình không thoát khỏi, và khi mà cứ lúc nào anh ta cần thì anh ta alo, lại phải đến để phục vụ, nô lệ tình dục luôn. Bởi vì mình không, vì anh ta nắm được cái vòng kim cô của mình rồi, cho nên chết. Vâng, chúng ta vừa nói về yếu tố sức khỏe này, yếu tố nguy cơ và hậu quả nếu mà quan hệ tình dục không có những cái sự chuẩn bị và sự cẩn trọng nhất định, đặc biệt là với phụ nữ. Nhưng bây giờ thì anh Thư sẽ hỏi một câu, nó hơi liên quan đến vấn đề tâm linh anh Đoàn ạ. Đó là nhiều chị em, đặc biệt là những người làm công việc kinh doanh chẳng hạn, thì họ cứ tự mặc định trong đầu rằng là ví dụ như là ngày mùng 1 ấy, là không nên quan hệ, bởi vì quan hệ là nó đen, rồi mọi thứ nó không thuận cả tháng. Không biết cái định nghĩa này, cái quan điểm này nó có gì cần bào chữa không anh? Thứ nhất thì nhiều người quan niệm như thế. Ừ. Và ngày rằm mùng 1 là ngày ăn chúng chay, ta giữ cái sự thánh thiện. Dạ. Rồi ngày mai là ngày khai trương cửa hàng, hôm nay cũng vợ chồng không quan hệ. Ừ. Nhà ngày kia là nhà mình có việc lớn cũng giữ cho nọ kia. Thật ra ở đây nó có mấy ý nghĩa. Cái việc thứ nhất là chuẩn bị tâm lý tinh thần. Bởi vì thực ra quan hệ tình dục nó làm cho phân tán, nó hao sức, nó mệt. Sáng mai phải dậy sớm và đón khách, nhà mai có việc. Đúng rồi. Thế mà đêm hôm ấy mà vợ chồng cứ cứ mải hùng hục, từ sáng sau khéo lại dậy muộn, nó hỏng việc. Dạ. Đấy là chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho những cái việc lớn. Đấy là một cái điều ấy là quan trọng. Cái việc thứ hai là xuất phát từ cái quan niệm cho rằng tình dục là điều xấu xa. Cho nên những ngày tử tế, những ngày khai trương, những ngày mùng rằm mùng 1 là ngày của Phật, đừng có làm. Thậm chí là lúc giao thừa không nên làm, đầu năm mới cũng đừng có làm, giữ cái lòng trong sạch, kiêng. Nên vì nó xuất phát từ quan niệm nó xấu xa. Thậm chí có những cô gái mà những người phụ nữ những ngày đèn đỏ còn không dám đi chùa vì nghĩ mình bẩn thỉu. Cho nên ngày xưa còn tự nhận là hôm nay em bẩn mình, hay những ngày khó ở. Đúng thì khó ở thì đúng, nhưng mà chả có liên quan gì xấu xa. Ni cô ni sư gì đấy cũng là phụ nữ, hàng tháng người ta cũng vẫn phải đèn đỏ. Không lẽ những ngày đèn đỏ sư ra đứng đường? Đúng không ạ? Thế cho nên mình cứ hiểu thế để đơn giản. Đấy. Rằng là không phải kiêng. Thế tuy nhiên, ai có niềm tin sắt đá, bởi vì nó là niềm tin rồi thì ta chả cãi nhau làm gì. Đúng rồi. Thì chẳng có, tôi cũng chả thuyết phục ai là người ta tin rằng là người ta kiêng rằm một, bây giờ mình cứ vận động là cứ ấy đi, không cần. Vâng. Thế nhưng mà nếu người nào mà giữ được thì cứ giữ, chả làm sao cả, nhịn bữa không sao. Thế còn người nào mà từ trước giờ vẫn không ấy thì cứ thấy bình thường thôi, có gì đâu, cơm ăn nó uống, đói thì ăn, khát thì uống. Còn có một điều tôi vẫn phải nói đến ngày có kinh ấy, thật ra thì khá nhiều đôi, đặc biệt những đôi bạn mà còn trẻ mà đang cần phòng tránh thai ấy, bạn lại thích quan hệ vào ngày ngày đèn đỏ. Thứ nhất là ngày đèn đỏ thì chúng ta hiểu rằng ngày hôm ấy là máu kinh tống ra ngoài, trứng cũ thì rụng lâu rồi hết đát, trứng mới thì chưa rụng, tức ngày đó không có trứng. Ngày an toàn đấy. Ngày an toàn. Dạ. An toàn về mặt là tránh thai thôi. Đúng. Còn rồi. Thì không phải an toàn về bệnh tật. Sức khỏe. Thế thì những cái đôi mà các bạn trẻ mà chung sống mà chưa cưới ấy, các bạn ấy không muốn dùng bao cao su, các bạn cũng chẳng uống thuốc tránh thai, các bạn chưa thể đặt vòng bởi vì
mới chỉ là chung sống như vợ chồng mà, thì các bạn ấy cũng lựa chọn cái anh đó. Chưa kể là về mặt cơ thể thì ngày hôm đó phụ nữ cũng hứng tình hơn. Đúng rồi. Xong rồi bộ phận đó nó cũng nhạy cảm hơn. Trước thì kích thích mãi nó không lên, nhưng ngày đó khi chạm khẽ nó cũng rung toàn thân thể. Tức là cái khúc dạo đầu nó cũng gọn gàng hơn, nó đỡ phải kéo dài, nó cũng là một thuận lợi. Tuy nhiên thì ta cân nhắc giữa cái lợi với cái hại thôi. Thế là các anh đỡ mệt đấy đúng không? Đỡ vất vả. Quan trọng là tình dục phải an toàn. Chủ đề của chúng ta hôm nay rất nhạy cảm. Tư thế 69 là gì? Tư thế 69 là một tư thế quan hệ tình dục mà cả hai người thực hiện bằng miệng cùng một lúc. Nó có tên gọi như thế bởi vì khi hai người mà nằm cháo đầu nhau thì nó giống hình số 6 và hình số 9 cùng có một cái gương mặt, thế rồi thì là như là một cái móc ấy, thế thôi. Tức là chuyện nó chỉ đơn giản như thế thôi. Cái đòi hỏi của cái này và những cái biến thể nào nữa của tư thế này thì ngay bây giờ tôi sẽ nói để các bạn biết. Tư thế 69 ấy, nó đòi hỏi cả hai người ấy phải có một cái phối hợp rất là đồng bộ và cùng có một cái đam mê tận hưởng cái niềm vui của chính mình và mang lại cái khoái cảm cho đối tác của mình nữa. Để bắt đầu thì rất đơn giản ấy, là một người nằm ngửa. Thường chúng tôi đang nói ở đây là người nam. Thế và người nữ thì nằm quay mặt lại và nằm trên người nam. Và để cho cái bộ phận kín của mình ấy, tương đương với cái mặt của anh ta. Sau đó thì nghiêng một chút và cả hai người bắt đầu làm cái động tác của mình bằng miệng, bằng tay với những lời âu yếm. Nó chỉ giản dị như thế ở cái tư thế cổ điển mà thôi. Ở đây thì tôi chỉ xin nói tức là những cái biến thể của tư thế này một cách đang được thực hiện một cách phổ biến nhất ở những người mà chúng tôi đã lắng nghe được những chia sẻ của họ. Cái thứ nhất ý là cái biến thể 69 đảo ngược, có nghĩa là lúc này ý không phải là người nữ ở trên nữa mà là người nam ở trên. Cái tư thế này thì thường cũng là tương đối nhiều và đấy là một trong những cái tư thế mà thường thì hay đổi nhau. Đấy, tức là cổ điển này xong sang cái tư thế đảo ngược. Cái biến thể thứ hai ý là cái biến thể nằm nghiêng. Cái này thì khi được hỏi chuyện ý thì tôi thấy nó thường phổ biến với những người đã lớn tuổi. Thường là vấn đề xương khớp có chuyện thì cái việc nằm nghiêng đấy nó sẽ tạo điều kiện cho người ta có thể không bị đau xương hoặc là không bị phân tán bởi vì những cái gọi là lúc đấy cái xương khớp thì bộ khung nó không còn chắc nữa và người ta không phải phân tán cái tâm lý cho việc là đau đầu gối, đau xương, đau tay vân vân. Đấy, thế và có một cái biến thể nữa là biến thể 69 đứng. Tôi ít khi được chia sẻ và thấy rằng là nó chỉ xảy ra thường với lại các bạn nam ấy là vận động viên hoặc là những người nữ họ làm yoga rất là khỏe. Cái tư thế này ấy, thì như thế này ạ, tức là cả hai người cùng đứng song mặt vào nhau. Thế và một người thì bế người kia lên và quay lại, rất khỏe đúng không ạ? Chúng tôi đã từng xem vận động viên yoga chị bế được cả đối tác đàn ông của mình để làm việc đấy. Còn những người đàn ông ấy mà bế được thì tôi thấy cũng không phải là hiếm. Thế nhưng mà cái đấy nó đòi hỏi một trong hai người phải rất là có sức khỏe. Một cái biến thể tương đối phổ biến khác là 69 ngồi. Cái 69 ngồi này có nghĩa là cả hai người cùng ngồi về một hướng. Cả hai người cùng ngồi về một hướng. Sau đó thì họ mới quay lại. Và một người thì được bế để mà cúi đầu xuống. Còn một người thì vẫn ngồi yên. Cả hai cái tư thế như tôi vừa nói, cả đứng và ngồi thì đều phải có một trong hai người là khỏe hơn người kia, nếu không muốn nói là rất khỏe. Và cái biến thể sau cùng tôi muốn nói hiện bây giờ ấy, đang khá là phổ biến, kể cả trong giới trẻ cũng như những người trung niên và đặc biệt là những người đã ngoài 45 tuổi. Đấy là 69 thấp nhập. Như tôi vừa nói ở đầu tiên ấy, là cái tư thế 69 là cái tư thế mà người ta chỉ quan hệ bằng miệng, bằng tay thôi. Có nghĩa là trong các nhà tình dục học thường nói rằng đấy là cái hình thức gọi là tình dục không thâm nhập. Nhưng mà có một cái biến thể như vậy. Vì sao? Vì bây giờ ấy là rất phổ biến là những cái sex toy này, kể cả của tự nhiên lẫn cả của công nghiệp. Thế và người ta có thể dùng cái đấy để mà đưa nhau lên đỉnh được.
Như tôi đã nói từ đầu là ai cũng biết, ai cũng nghe nói cái tư thế này. Và mỗi khi chúng ta đi đâu chơi mà ai nói đến chuyện xấu, gọi là gì ạ, nói từ 6-9 thôi một cái là tất cả chúng ta đều cười và đều nghĩ đến chuyện đấy, đúng không ạ? Nhưng mà khi nào thì mình nên làm cái này? Thứ nhất ý là bạn chỉ nên làm việc này khi mà lên đỉnh không phải là mục tiêu chính. Vì bạn biết rất là khó ở cái tư thế này. Tức là gì ạ? Tức là có thể là không thâm nhập, có thể là thâm nhập. Nhưng ở cái tư thế này thì lại rất là khó. Thế thì mục đích để làm gì? Mục đích ý là để người ta khám phá cơ thể của nhau. Một người phụ nữ rất là xinh xắn, một người đàn ông rất là khỏe mạnh thì thường chúng ta nhìn thấy nhau như thế thôi. Nhưng các đối tác thì có một cái đặc ân ý, là nhìn thấy cả cơ thể, đúng không ạ? Thế và trong lúc đấy thì có thể tận hưởng cả cái khám phá, một cái niềm vui để khám phá cơ thể đối tác của mình và được đối tác của mình khám phá cả cơ thể của mình nữa. Chúng tôi cũng khuyên rằng là bạn có thể dùng lời lẽ ngọt ngào khi mà khám phá ra một điều gì đấy, hoặc là chia sẻ với nhau một cái điều gì mà bằng lời nói nhẹ nhàng, hoặc là bằng một cái tín hiệu gì đấy khi mà bạn phát hiện ra một điều gì rất là thú vị ở trên cơ thể đối tác của mình. Tư thế 6-9 sẽ rất mệt mỏi cho cả hai. Tôi vừa nói là có hai cái tư thế đứng và ngồi, đúng không ạ? Mà một trong hai người phải rất khỏe, bởi vì phải chịu lực cho cả người kia tựa vào, thậm chí bế hẳn lên. Thành thử ra là cả hai người sẽ rất là mệt mỏi, nhưng sẽ luôn luôn có một người là mệt mỏi hơn người kia. Cho nên là các bạn phải biết dừng lại đúng lúc. Và hãy nhớ là phải có sức khỏe mới thực hiện được. Trong cái giai đoạn nào đó mà cảm thấy cái sức khỏe của mình chưa sẵn sàng việc này thì bạn chỉ nên làm một cách rất nhẹ nhàng, giống như là tình dục mật thừa, tantra sex hoặc là yoga sex chẳng hạn, nằm nghiêng nhau rồi khám phá và coi như đấy là một khúc dạo đầu để bắt đầu cho những khúc tiếp theo mà thôi. Cuối cùng thì lời khuyên của chúng tôi là gì ạ? Tức là có những thứ ấy là khi bắt đầu một tư thế này bạn sẽ rất phải để ý. Ví dụ như là nếu một người mà cao to hơn người kia rất nhiều thì hãy lưu ý rằng là đầu gối của mình, cánh tay rất có thể sẽ va chạm vào bạn tình hay đối tác của mình, vân vân. Thì đấy là những điều mà tôi đã nói rằng là tư thế 6-9 là gì, các biến thể của nó, những lợi ích của nó, người ta hay dùng để làm gì, và trong trường hợp nào thì các bạn không nên dùng, để dùng nó thì các bạn phải chuẩn bị cái gì và hãy cẩn thận những điều gì. Khi mà các cặp đôi lựa chọn cái tư thế 6-9 thì phải coi là lên đỉnh không phải là mục đích cuối cùng, không phải là bằng mọi giá, bởi vì bản chất của cái tư thế này không giúp cho bạn được cái đó nhiều, ngoại trừ sự hỗ trợ của các công cụ tình dục vân vân mà tôi đã nói ở cái biến thể cuối cùng. Còn ấy, bạn phải không coi cái việc này là một cái mục đích cuối cùng, mà quan trọng nhất là khám phá, tận hưởng cơ thể của nhau và diện và hãy nói với nhau những lời âu yếm. Chứ không phải là cái mục đích chính là phải lên đỉnh bằng mọi giá. Thứ hai nữa là gì ạ? Tức là nếu bạn cao to hơn mà khỏe hơn rất nhiều cái đối tác của mình thì trong quá trình thực hành bạn hãy cẩn thận để tránh va đầu gối, tay, chân. Đấy là những gì mà chúng tôi chia sẻ về các bạn. Nói tóm lại là gì ạ? Tức là tư thế 6-9 là gì, cổ điển là gì, các biến thể của nó, lời khuyên của chúng tôi, và bạn hãy sử dụng nó như một liệu pháp dạo đầu cho các tư thế khác để đưa nhau lên đỉnh trong những cuộc vui, cuộc yêu sau này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Xin các bạn hãy like và share nếu thấy có ích. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.